Hello nha em. Để thắp lên cái gai cơ này mày. Đẹp quá. Cái xe này là cái là đi đúng đồng hồ luôn nè. 16.000. Bây giờ kiếm đầu ra. Thằng này hình như là cái giấy đăng ký 2020 luôn á nha em. Giấy đăng ký 2020 luôn. Giá 26 triệu nha em, giấy tờ thêm tiền vô. Máy nguyên zin nha. Nào, gọi cho anh em coi nè. Đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Rồi giờ thắng rồi. Có cái e là móc rồi nha. Thường thường mấy dòng này là anh em hay chơi lắm. Đi lại bông mai nha anh em nè. Đó. Xe con sao quay vậy, được thì dứt. Còn cái hơi thì bao bạo luôn. Đi vỏ nhỏ luôn. Ghê, dữ dằn. Mở xe đẹp quá. Ghe sân cơ. Đây cái đời nó đây. 2015 mà đăng ký 2020 luôn vậy nè. Cục máy này. Màu này đẹp chứ. Trắng đen. Trắng đen. Đây là tiền không nha em. Đẹp ha. Mình thì nào cũng ít thích đồ kiện đó, mà nhìn thấy nó cũng đẹp. Ốc ốc kiểu gắn cái màu nó tối tối gì nó đã nè. Đừng có chơi những cái màu mà nó dạng như là kiểu mà đỏ đỏ rồi tím sen nhìn kỳ cục. Màu gì đó, im. Nhìn nó chìm chìm mà nhìn nó đẹp. Ghê thiệt, thôi ghê thiệt cái này. Nó độ sẵn về về khỏi độ nha. Dành cho những anh em là yêu thích cái bộ môn này. Về đỡ tốn tiền. Nè máy móc rồi zin nha anh em ơi. Nói vậy đó. 26 triệu em thấy cũng dễ xài nha anh em ơi. Vô thẳng mua Sea-Wood giờ 245 mà. Đi gai này bao ngầu, bao đẹp. Rồi, 26 triệu chốt, anh em cút hồ sơ thì thêm vô 1 triệu. Xe là biển An Biên. Thì cái huyện này còn đang còn rút được nè. Huyện An Biên này đang rút được nè. Rút tầm 1 triệu bạc. Hồ sơ anh em cứ 1 triệu đây là thủng 1 triệu chắc cứu chứ ha. Còn cái xe này có thấy đẹp lắm á nha các bạn trẻ ơi. Đấy. Rất là ngầu luôn. Người đậu ở đây nó hơi tối chút quay không có được rộng đâu. Cái khoảng không nó không được rộng rồi quay nó không có được đã. Đẹp lắm luôn. Bao ngầu bao bạo. 26 triệu rồi, xin cảm ơn.